EU là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập và chuyển đổi năng lượng của Việt Nam. Với nhu cầu ngày càng tăng từ thị trường EU đối với các sản phẩm bền vững, Việt Nam có nhiều lợi thế để khai thác nguồn nguyên liệu phong phú cũng như cam kết mạnh mẽ với phát triển xanh. Tại hội thảo chuyển đổi xanh trong sản xuất nông sản thực phẩm, thúc đẩy xuất khẩu sang Liên minh châu Âu EU, do Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban châu Âu tổ chức trong khuôn khổ triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam, Việt Nam Food Expo 2024. Các chuyên gia đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa EU và Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu sản phẩm tiêu chuẩn xanh. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn mới này không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn mang lại cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, sự hợp tác giữa EU và Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và chuyển giao công nghệ, qua đó thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững và trung hòa carbon của cả hai bên. Hội thảo lần này tập trung trao đổi năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông sản thực phẩm Việt Nam trên thị trường châu Âu nhằm duy trì sự phát triển bền vững trong thời gian dài hạn, đồng thời định hướng cho doanh nghiệp trong việc áp dụng các mô hình kinh doanh mới, công nghệ xanh, góp phần vào bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xanh, bền vững. Bên cạnh đó, các chuyên gia còn tư vấn cho doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm giải pháp cho xuất khẩu nông sản và thực phẩm, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm của Việt Nam thông qua các nền tảng số hiện đại, đồng thời giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn vào thị trường quốc tế. Cục thương mại thì đồng hành với doanh nghiệp thì là triển khai nhiều các hoạt động khác nhau, hỗ trợ các doanh nghiệp trước hết về nhận thức thì là triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn. Và đặc biệt thì cục thương mại trong những năm qua đã phối hợp chặt chẽ với hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm, cũng như là phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức cái diễn đàn và triển lãm kinh tế xanh và thu hút rất nhiều những cái doanh nghiệp châu Âu cũng như doanh nghiệp Việt Nam đến tọa đàm đối thoại cũng như là giao dịch để hợp tác sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực kinh tế xanh. Và đặc biệt trong cái khuôn khổ triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Food Expo năm 2024, Cục Thương mại phối hợp với phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Eurocharm tổ chức hội thảo chuyển đổi xanh trong sản xuất nông sản thực phẩm thúc đẩy xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các cơ quan của EU để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp đổi mới chiến lược kinh doanh theo hướng bền vững, thực hiện bộ tiêu chuẩn ESG về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy xúc tiến thương mại đầu tư giữa EU và Việt Nam về công nghệ, nguyên liệu và sản phẩm xanh.